Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đã với kênh bán hàng của bên em nhé. Và trong video ngày hôm nay thì em lại giới thiệu cho các bác một cái dòng mic bình dân rất là đẹp và tiếng rất là hay, giá rất là êm ái cho anh em đầu tư nhé. Và trong video ngày hôm nay, bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác có thể trực tiếp giúp em số điện thoại luôn, và các bác cần tư vấn gì cũng gọi luôn cho em bên em nhé. Vâng ạ, ngày hôm nay thì em xin giới thiệu tất cả mọi người một cái dòng mic có tên là MT Audio LX36 Pro, hàng công ty chính hãng, bảo hành 1 năm cho anh em luôn nhá. Với thiết kế vô cùng bắt mắt, rất là đẹp đấy, và giá thành đầu tư nó rất là phải chăng, hợp lý cho anh em luôn đó. Đây thì các cái thiết kế mặt của nó thì nó làm rất là giống Beyer đúng không ạ? Đấy, đây là hàng công ty mới, bảo hành 1 năm anh em nhé. Đó, MT Audio LX36 Pro. Đấy, thì nói chung các bác nhìn từ cái quốc này, từ cái đèn hiển thị này, và từ cái tay bác nhá, từ cái tay bác nhìn đấy, nó rất là giống Beyer bác nhá. Đấy, rất là hay và cái mức giá đầu tư rất là phải chăng. Và em test luôn cho các bác tiếng rất hay. Lên 1 2 6 7, lên 1 2 6, 1 2 3 4 5 6 7, lên 2 6. Tai mic rất là đẹp các bác nhá. Dọ mic thì là màu hợp kim và chống rỉ, rất là chất các bác nhá. Đấy, và tay cầm rất là chắc, đầm, đấy, nặng. Đó, và đầy đủ chức năng là tự ngắt này, gia tốc này. Đó, đầy đủ cho anh em luôn, không thiếu gì cả. Đó, từ ngắt gia tốc đầy đủ cho anh em, không thiếu gì các bác nhá. Tay làm sám đồng chuột rất là đẹp. Đấy, mặt hiển thị giống Beyer, và tất cả cái này thì nó cũng là đàn em của Beyer thôi các bác nhá. Đấy, một cái mức giá đầu tư chỉ có 2,1 triệu một bộ này thôi. Đấy, tiếng rất là nhẹ, rất nhẹ, rất hay. Đó, đầy đủ cảm biến gia tốc. Rơi chúng tôi là nó hạn chế cho các bác những cái vấn đề là khi lổ lộp bộp là không bị nữa các bác nhá. Đấy, và chống có cả tự ngắt tự nghiếc đầy đủ cho các bác luôn, rất là thiết cầm pin. Và riêng dòng này thì nói chung là sóng sánh ổn định, nó pin ăn rất là ít thôi nhá, và đảm bảo cho các bác là hát tiếng rất là nhẹ. Cái dòng này nó thử và tiếng rất là nhẹ các bác nhá, rất là bắt tiếng, các bác hát rất là nhẹ nhà. Nhưng bác nào mà yếu hơi có thể là hát cái mic này rất là tuyệt vời này. Đấy, tiếng rất là nhẹ, êm ái, và giá thành chỉ có 2,1 triệu một bộ thôi. Hàng công ty bảo hành cho anh em 1 năm các bác nhá. Đấy, giá là 2,1 triệu một bộ, bao ship cho anh em tận nơi cho anh em luôn, và bảo hành cho anh em 1 năm. Đấy, rất là đẹp, một cái bộ mic thực sự là cái thẩm mỹ của nó thì miễn chê có nha. Tay các bác nhìn này, rất xịn sò cho anh em luôn. Đấy, một cái bộ mic rất là vừa tầm tiền. Nói chung là cái tầm này thì các bác khỏi phải suy nghĩ rồi, đầy đủ hát nhẹ này, tự ngắt này, gia tốc đầy đủ cho anh em, và cái thiết kế vô cùng bắt mắt cho anh em. Đấy, các bác nhá. Lên 6726, lên 26. Các bác hát trong gia đình hát bộ này quá tuyệt vời rồi các bác nhá. Chỉ có 2,1 triệu một bộ thôi các bác nhá. Bên là bao ship cho anh em và bảo hành cho anh em 1 năm các bác nhá. Mic MT Acoustic đó, lấy 36 Pro. Các bác nhìn là tay rất là đẹp các bác nhá. Không có chê vào đâu được luôn. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, rất là đẹp. Thì một bộ của nó thì nó gồm hai cái chống năng này, hai tai mic này, một đầu thu này, và dây kết nối xuống vang này. Đấy, và hai anten, và cục nguồn đầy đủ cho anh em các bác nhá. Các bác có nhu cầu thì là liên hệ cho bên em các bác nhá. Xin chào và tất cả anh em.